Chào các bạn nha, hôm nay nhóm mình đi hoạt náo khai trương tại trung tâm Anh ngữ du học MIỀN. Đây là lúc tụi mình mặc đồ nhé, mình đang hỗ trợ mặc đồ cho bạn quái vật xanh. Đây là dạng linh vật hơi nhà các bạn, có sử dụng pin để bơm to lên. Hôm nay có bạn Labubu nữa nè, và quái vật xanh. Nhìn rất là cưng luôn nhé. Bạn nào cần thuê mua máy các linh vật thì liên hệ mình nhé. Thông tin mình có để trong trang cá nhân. Còn đây là không gian bên trong trung tâm nhé. Bạn cần học Anh ngữ thì nhanh tới đây thôi nào.